tối qua 24 tháng 11, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tổ chức họp báo, trong đó ông khẳng định sẽ nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích quốc gia. Phát biểu trước báo giới, tân Thủ tướng Anwar cho biết ông sẽ lãnh đạo một liên minh thống nhất lớn nhất từ trước đến nay và ông hoan nghênh tất cả các đảng tham gia liên minh này. Ông Anwar cũng khẳng định sẽ nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích, đồng thời cam kết sẽ không nhận lương và sẽ công khai toàn bộ tài sản. Ngoài ra, tân Thủ tướng Malaysia cho biết chính phủ của ông sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, không thỏa hiệp với tham nhũng và tình trạng lạm quyền. Chính phủ thống nhất sẽ tiếp tục duy trì tinh thần của Hiến pháp Liên bang và sử dụng Bahasa Melayu là ngôn ngữ chính thức. Giới chuyên gia Malaysia kỳ vọng tân Thủ tướng Anwar Ibrahim, chính trị gia kỳ cựu và có kiến thức vững chắc về kinh tế, sẽ chèo lái đất nước hướng tới sự ổn định chính trị và tiến xa hơn nữa cũng như thu hút đầu tư nước ngoài. Hôm qua, chính phủ liên minh và phe đối lập tại Đức đã nhất trí với kế hoạch sửa đổi về cải cách phúc lợi nhằm tăng trợ cấp thất nghiệp và giúp đào tạo kỹ năng nghề cho những người không có việc làm. Đây được xem là giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Sau nhiều tuần tranh cãi, các đảng đã tìm được tiếng nói chung về vấn đề cải cách phúc lợi xã hội. Dù ít tham vọng hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng cải cách sửa đổi đã được Ủy ban Hòa giải Quốc hội thông qua. Theo cải cách sửa đổi, hệ thống phúc lợi tiền của công dân sẽ được áp dụng. Hệ thống này không khác nhiều so với hệ thống phúc lợi được đưa ra từ năm 2005 và vẫn giữ quy định phạt đối với những người không chịu đi làm khi được đề nghị. Hiện tình trạng thiếu hụt công nhân có tay nghề ở Đức đang kìm hãm các doanh nghiệp, trong khi dân số già cũng đang đặt áp lực cho hệ thống lương hưu, một mối đe dọa mà chính phủ muốn giải quyết bằng chính sách nhập cư và đào tạo nghề. Giới chức Australia hôm qua thông báo sẽ thiết lập một khung pháp lý quốc gia để tăng cường bảo vệ di sản văn hóa người bản địa. Quyết định trên được đưa ra sau vụ một công ty khai mỏ đã phá hủy di sản hẻm núi linh thiêng Jukan ở miền Tây nước này. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Môi trường Australia Tania Plibersek cho biết khung pháp lý sẽ hướng dẫn quá trình cải tạo nhằm đảm bảo rằng ý kiến của những người bản địa được lắng nghe ở tất cả các cấp và có giá trị với tất cả những quyết định của chính phủ, và khẳng định công ty khai mỏ Rio Tinto không vi phạm pháp luật trong việc phá hủy di sản Jukan, mà vấn đề do hệ thống bảo vệ di sản không phù hợp, do đó chính phủ cho rằng Rio không phải bồi thường thiệt hại. Thay vào đó, chính phủ sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến bồi thường khi xây dựng khung pháp lý mới. Di sản hẻm núi linh thiêng Jukan lưu giữ bằng chứng về nơi cư trú của con người có niên đại cách đây 46.000 năm ở kỳ băng hà cuối cùng. Vụ phá hủy di sản này đã khiến giám đốc điều hành và hai lãnh đạo cấp cao khác của Rio Tinto bị sa thải, trong khi chủ tịch tập đoàn Simon Thompson cũng đã từ chức hồi tháng 5 vừa qua. Nga không có kế hoạch cung cấp dầu và khí đốt cho các nước ủng hộ đề xuất áp giá trần đối với dầu mỏ của nước này. Tuyên bố vừa được Điện Kremlin đưa ra hôm qua sẽ mở đầu cụm tin vắn đáng chú ý. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không bán dầu mỏ và khí đốt cho các nước ủng hộ và tham gia kế hoạch áp giá trần đối với các mặt hàng năng lượng của Nga. Tuy nhiên, theo ông Peskov, Moscow cũng cần tính toán và phân tích trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, 15 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU, dẫn đầu là Italia, đã bác bỏ cơ chế giới hạn trần giá khí đốt của Nga mà Ủy ban châu Âu-EC đề xuất. Hiện các nước EU vẫn chưa đạt được thỏa thuận về mức giá cụ thể. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 12 tới, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 sẽ giới hạn mức giá 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng đối với dầu mỏ của Nga xuất khẩu qua đường biển. Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản là Mizuho, Mitsubishi UFJ và Mitsumoto đang xem xét phối hợp với các ngân hàng địa phương để thử nghiệm đồng yên kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát hành kể từ năm sau. Theo kế hoạch, ba ngân hàng sẽ thử nghiệm tính năng thanh khoản của tiền số khi không kết nối mạng Internet, đồng thời thử nghiệm sử dụng thực tế trong giao dịch giữa doanh nghiệp và cá nhân. Tiền kỹ thuật số được đánh giá có tính tiện dụng cao nhưng cũng bị chỉ trích do những nguy cơ về quản lý, đảm bảo tính bảo mật, tính thanh khoản, nguy cơ rửa tiền và bị sử dụng trong hoạt động phi pháp. Chi nhánh của tập đoàn thương mại điện tử Amazon tại Anh thông báo sẽ mở rộng quy mô giao hàng bằng xe điện và đi bộ nhằm đạt bước tiến mới trong nỗ lực khử khí thải carbon hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2040. Amazon tại Anh dự kiến mở mới thêm 2 trung tâm giao hàng nhỏ tại thủ đô London và 1 trung tâm ở Manchester để cung cấp thêm xe điện và tăng lượng người giao hàng. Đây là một phần trong khoản đầu tư 5 năm trị giá 300 triệu bảng được Amazon công bố hồi tháng 10 nhằm điện khí hóa và khử carbon tại Anh.
Đợt dịch COVID-19 mới bùng phát đã một lần nữa khiến người dân Bắc Kinh tiếp tục phải đối mặt với các lệnh phong tỏa như đóng cửa trường học, nhà hàng. Tuy nhiên, việc kéo dài tình trạng cửa đóng then cài khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Các cửa hàng, trung tâm thương mại đóng cửa im lìm khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc một lần nữa tiếp tục bị phong tỏa. Số ca nhiễm mới tăng đột biến khiến chính quyền thành phố yêu cầu đóng cửa hầu hết các cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại Triều Dương, quận lớn nhất của thành phố với 3,4 triệu dân. Chính quyền cũng đóng cửa các nhà hàng và địa điểm giải trí khác tại phần lớn các khu vực của thành phố và yêu cầu người dân làm việc tại nhà. Đối với người dân Bắc Kinh, nỗ lực vượt qua những đợt phong tỏa là rất khó khăn. Việc phong tỏa là cách duy nhất để đưa cuộc sống bình thường trở lại với người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tiền tiết kiệm để duy trì được cuộc sống trong những ngày không làm ăn được gì này. Phong tỏa ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và công việc của mọi người. Nền kinh tế đang suy sụp, chúng tôi gặp khó khăn. Rất khó để tìm được một công việc trong thời kỳ đại dịch. Giờ tôi đang mang gánh nợ phải trả tiền thuê nhà và cả các khoản vay khác. Đại dịch đã tác động tiêu cực đến vậy tới cuộc sống của chúng tôi. Số ca nhiễm ngày càng mạnh khiến nhiều tòa nhà, chung cư tại Bắc Kinh buộc phải cách ly và cả quan chức lẫn người dân thành phố đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Tính đến ngày 23 tháng 11, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 31.444 ca nhiễm COVID-19, phá vỡ kỷ lục số ca nhiễm vào ngày 14 tháng 4, trước đó vốn đã khiến Thượng Hải phải phong tỏa trong vòng 2 tháng. Sau 13 năm, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA mới lại tiếp nhận một nhóm phi hành gia thực tập mới, trong đó có một nhà du hành khuyết tật đầu tiên trên thế giới. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA hôm 23 tháng 11 đã quyết định chọn anh John McFaul, cựu vận động viên Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic người Anh, trở thành một trong 17 người được đào tạo để trở thành phi hành gia. Quyết định của ESA đã giúp McFaul trở thành người khuyết tật đầu tiên trên thế giới có cơ hội trở thành phi hành gia, một bước tiến quan trọng hướng tới việc cho phép người khuyết tật được sống và làm việc ngoài không gian. Tôi vô cùng phấn khích và tự hào khi mình đã vượt qua quá trình tuyển chọn. Với tư cách là một người khuyết tật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một phi hành gia. Vì vậy, tôi đang rất hạnh phúc. Mùa xuân năm 2023, phi hành gia này sẽ bước vào chương trình đào tạo kéo dài 12 tháng tại Trung tâm Phi hành gia Châu Âu ở Cologne của Đức. Sự đa dạng đến theo nhiều cách khác nhau. Việc bạn bị khuyết tật không phải là lý do để bạn bị loại trừ và đây cũng là một phần của dự án rất đặc biệt mà chúng tôi đã khởi động. Thế hệ thứ 3 của các nhà du hành vũ trụ châu Âu gồm 5 phi hành gia chuyên nghiệp, 11 thành viên dự bị và một phi hành gia bị khuyết tật về thể chất. Những người này sẽ tham gia vào dự án nhằm đưa các phi hành gia khuyết tật vào vũ trụ và tham gia vào các sứ mệnh trong tương lai. Họ đã được lựa chọn từ hơn 20.500 ứng viên trên khắp châu Âu. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến các thế hệ tương lai là khoa học dành cho tất cả mọi người và du hành vũ trụ cũng vậy. Sau khi tai nạn lấy đi một chân của anh John McFaul, anh đã học chạy trở lại với chân giả và giành được huy chương đồng ở nội dung chạy 100m tại Paralympic năm 2008. Ngoài ra, anh John McFaul đang làm việc với tư cách là bác sĩ chuyên khoa chấn thương và chỉnh hình ở South England. Không khí Giáng sinh đã len lỏi tại nhiều khu vực trên khắp nước Đức khi hàng loạt khu chợ truyền thống đã mở cửa trở lại để chào đón người dân, trong đó phải kể đến chợ Giáng sinh lâu đời Dresden. Mở màn phiên chợ là hoạt động cắt bánh mì khổng lồ do thị trưởng Dresden thực hiện. Chiếc bánh mì mang vị hoa quả và rượu rum này có chiều dài khoảng 2m sẽ được cắt lát và bán để gây quỹ từ thiện. Hàng trăm người dân trên khắp nước Đức đã rất kiên nhẫn chờ đợi để có thể mua được một lát bánh Saxon truyền thống này. Tại đây, họ còn có thể thưởng thức những cốc rượu nóng tuyệt vời và tham dự nhiều hoạt động vui nhộn khác. Khu chợ này hoạt động thường niên trong gần 600 năm qua và dự kiến sẽ đón hàng triệu khách đến tham quan và mua sắm trong những tuần tới. Chợ sẽ mở cửa hàng ngày cho tới 24 tháng 12.